Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ speed test về Smartly và Vivo U10. Đây theo mình là hai sản phẩm có cấu hình tốt nhất trong phân khúc từ 3 cho tới 4 triệu đồng. Và cảm ơn nhà thật số rẻ đã tài trợ sản phẩm cho mình làm review. Về Smartly đang được bán tại nhà thật số rẻ.com với mức giá là 3.190.000 đồng, còn Vivo U10 là 3.690.000 đồng. Tuy nhiên thì mình sẽ vẫn thiên về con về Smartly nhiều hơn, tại vì nó có con chip mạnh hơn, cấu hình phần cứng tốt hơn, có cổng sạc Type C này, quick charge 3.0 này, camera đẹp hơn này và rất nhiều thứ khác, mà đặc biệt nữa là giá máy nó rẻ hơn rất là nhiều so với Vivo U10 tới 500.000 lận. Ở phía bên trái mình là Vivo U10 và phía bên phải mình là Vivo Smartly. Và để cho speed test công bằng hơn thì mình sẽ khởi động lại cả hai máy. Vivo Smartly thì thời gian vừa rồi thì nó có dính những lùm xùm liên quan đến việc giống một cái máy Meizu nào đó. Tuy nhiên thì mình không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Một sản phẩm tốt, một sản phẩm chất lượng và đáp ứng được đủ yêu cầu của người tiêu dùng, thế là ok rồi. Cả hai máy mình đang có đây thì đều có bộ nhớ RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB hết ha. Và những cái tựa game này đều là những cái tựa game khá là cơ bản thôi. Subway Surfer là Planet Zombie này. Và ở tựa game đầu tiên thì các bạn đã thấy là Vivo Smartly đã chứng tỏ là có chip Snapdragon 675. Nó rất là vượt trội so với Snapdragon 665. Vivo 10 sử dụng Snapdragon 665 nha anh em. Tiếp theo là tựa game Planet Zombie. Mình rất thích cái màn hình của Vivo Smartly. Cái màn hình nó 6,2 inch theo mình nghĩ là một cái kích thước vừa phải. Ngoài ra thì nó còn tràn viền nữa. Nó không có tay thỏ, không có giọt nước. Camera phía trước nó rất là nhỏ nhỏ xíu xíu thôi, nhưng mà nhìn cũng rất là dễ thương. Còn Vivo 10 thì vẫn sử dụng màn hình theo Vivo là màn hình halogen, tức là màn hình kiểu giọt nước, giống như các cái dòng sản phẩm của Oppo ha. Mà viền màn hình ở phía dưới thì nó khá là dày, còn ở trên Vivo Smartly nó cân đối hơn. Ngoài ra thì Vivo Smartly sử dụng màn hình là Full HD Plus, trong khi đó thì Vivo 10 chỉ sử dụng màn hình là HD Plus thôi, nên do đó cái độ chi tiết rồi các cái màu sắc, độ sáng của Vivo Smartly mình nghĩ là cao hơn. Tựa game này thì Vivo Smartly tiếp tục giành chiến thắng trước Vivo U10, khả năng load game rất là nhanh. Một lát nữa thì mình sẽ thử test, thử đa nhiệm xem là các máy này là có xử lý đa nhiệm tốt hay không với 4GB RAM. Bởi vì những cái game mình tải ở trên cả hai thiết bị để test này đều là những game nó khá là nhẹ nhàng thôi, không có quá khó khăn cho các cái thiết bị như vậy ha. Ở tựa game tiếp theo, Hill Climber, thì Vivo Smartly đã tiếp tục giành chiến thắng trước Vivo U10. Tiếp theo là một cái tựa game cũng rất là nổi tiếng ha, Zombie The Tsunami. Vivo U10 tiếp tục giành chiến thắng. Vivo Smartly tiếp tục giành chiến thắng. Mình có cảm giác là Vivo U10 cái màu sắc màn hình của nó hơi bị tối ha. Mặc dù là cả hai cái máy này mình để ở mức độ sáng là 50% hết. Tembran thì Vivo Smartly lại tiếp tục giành chiến thắng. Với mức giá rẻ hơn, cấu hình mạnh hơn thì chắc chắn là mọi người sẽ thiên về con Vivo Smartly. Hơn thế nữa thì Vivo Smartly này được bảo hành chính hãng 18 tháng và được bảo hành tới tất cả các cửa hàng Vmart nữa. Rất là tiện lợi ha. Thay vì việc mà các bạn phải đến các trung tâm bảo hành thì Vmart hiện nay ở các khu vực, các tỉnh thành đều có rất là nhiều. Chỉ vào cửa hàng tiện lợi Vmart là các bạn có thể gửi máy đi bảo hành được rồi. Đây là một trong những chính sách bảo hành thấy là rất hay của tập đoàn Vincom, Vingroup. Tựa game này thì có vẻ như là nó sẽ không có đánh giá được quá nhiều về các cái hiệu năng và các cái tốc độ của máy, tại vì là tựa game này thì hiện nay mình vào game là nó đang phải tải thêm ha. Nó đang phải tải, nên là mình sẽ thử chuyển qua một cái ứng dụng khác. Bây giờ thì mình sẽ mở ứng dụng báo mới. Ok, ở ứng dụng báo mới này thì Vivo U10 lại giành chiến thắng ha. Báo mới thì Vivo U10 load nhanh hơn khá là nhiều. Ứng dụng Zing MP3. Có vẻ như những ứng dụng này nó khá nhẹ nha, nên là hai máy này thì không có sự chênh lệch nhiều lắm. Cả hai đều load khá là tương đồng với nhau ha. Tiếp theo là mình sẽ thử mở YouTube. Ok, Vivo U10 load chậm hơn so với Smartly một chút xíu. Instagram.
Tiếp tục thì về Smart Leaf lại lốt nhanh hơn Vivo U10 một chút xíu nha anh em. Tiếp theo là Candy Crush, một tựa game rất là nổi tiếng. Cái cửa sổ của Game Booster ở trên Vivo U10 nó hiện lên thì nó chỉ là để thông báo thôi, chứ nó không có làm mà ảnh hưởng đến cái tốc độ lốt của game nha. Mà những cái tựa game này thì tiếp tục vẫn cho thấy cái ưu thế dành cho cái V-Smart Leaf là rất là lớn. Và tiếp theo thì V-Smart Leaf lại chiến thắng. Tức là nếu mà các bạn muốn một thiết bị mà nó rẻ và để chơi game thì chắc chắn là nên chọn V-Smart Leaf nha. Hãy chọn V-Smart Leaf với mức giá là 3,2 triệu thì chơi game cực kỳ ổn luôn. Và viên pin 4000 mAh cộng thêm việc có sạc nhanh Quick Charge 3.0 thì chắc chắn là nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với những thiết bị khác trong cùng tầm giá. Hơn thế đó, một điểm cộng cho V-Smart Leaf là nó không có cài những cái ứng dụng rác quá là nhiều. Nó không có tùy biến ứng dụng quá nhiều ha. Bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra đa nhiệm của cả hai máy xem sao. Có vẻ như là đa nhiệm của cả hai thiết bị này thì nó đều không có được ok cho lắm ha. Tại vì hầu hết các cái tựa game này mà mình bấm lại nó đều phải load lại hết. Đó, 4GB nhưng mà đều phải load lại các tựa game này hết. Mình sẽ thử lại với Planet Zombie. Ok, Planet Zombie hay là Subway Surfer thì cả hai máy đều phải load lại hết nha anh em. Tức là việc quản lý đa nhiệm ở trên cả hai thiết bị này nó đều không có được tốt cho lắm. Tựa game thứ ba tương tự, hai clan cũng phải đốt lại luôn. Rồi, hầu tất cả các game mà mình test từ nãy đến giờ thì hầu hết đều phải đốt lại hết nha anh em. Hầu hết đều phải đốt lại hết. Tức là hai máy này để kiểm soát đa nhiệm không tốt. Tuy nhiên là với mức giá là 3,2 triệu thì chắc chắn V-Smart Leaf sẽ dành ưu thế nhiều hơn so với tất cả những cái dòng máy smartphone khác có mặt trên thị trường về cái khả năng chơi game. Anh em có thể thấy qua clip speed test này. Vậy thì anh em cảm thấy ra sao với hai sản phẩm này và anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Nếu anh em mà muốn mình speed test các thiết bị khác thì cũng để lại comment, mình sẽ cố gắng mình mượn thiết bị để speed test cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Và nếu cảm thấy video clip hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe để giúp mình nha.